Số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VAMA và liên doanh Hyundai Thành Công cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 ghi nhận những gam màu sáng. Trong đó, hầu hết các hãng xe và dòng xe đều có mức tăng 2 con số. Ở top những xe doanh số cao nhất tháng 9, Mazda CX-5 đã tiếp tục tỏ ra không có đối thủ khi có tháng thứ 2 liên tiếp chiếm ngôi số 1 toàn thị trường với hơn 2.000 xe được bán ra. Bám sát phía sau vẫn là Mitsubishi Xpander và Hyundai Ersen. Đáng chú ý nhất trong top 10 xe bán chạy tháng 9 đó, chính là lần đầu tiên xuất hiện của Honda BR-V, sau khi ra mắt ở thị trường Việt Nam đúng 2 tháng. Ngoài ra, top 10 còn có sự trở lại của Hyundai Creta và Toyota Vios sau nhiều tháng vắng mặt. Ở chiều ngược lại, những cái tên quen mặt như Toyota Corolla Cross, Mazda 3 hay Honda CR-V đã phải ngậm ngùi bật top để nhường chỗ cho những mẫu xe kể trên. Dưới đây chi tiết 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 9. 1. Mazda CX-5 bán 2023 xe. Sau tháng Ngâu, mẫu xe của thương hiệu Mazda tại Việt Nam tiếp tục thể hiện sức hút khi có doanh số tới 2023 xe trong tháng 9, tăng 17% so với tháng trước bán 1.725 xe. Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2023, CX-5 bán được 10.836 xe. Đầu tháng 7 vừa qua, Mazda CX-5 2023 được ra mắt với 3 phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium với giá lần lượt 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu. Trong đó, người mua bản Premium có thể lựa chọn thêm 2 gói tùy chọn Sport thêm 20 triệu, hoặc Exclusive thêm 40 triệu. 2. Mitsubishi Xpander bán 1.918 xe. Với doanh số tháng 9 là 1.918 xe, Xpander đã tăng 12% so với tháng 8. Tuy nhiên, số lượng này không đủ để bắt kịp Mazda CX-5 và chấp nhận ở vị trí thứ 2. Doanh số lũy kế của Xpander 9 tháng đầu năm 2023 đạt 14.187 xe, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm này. Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp mới xuất hiện từ tháng 6 năm 2022, được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, giá bán từ 555 triệu. Riêng phiên bản Xpander Cross mới ra mắt vào cuối tháng 2 có giá cao nhất là 698 triệu. 3. Hyundai Ersen bán 1.711 xe. Mẫu sedan của Hyundai đạt doanh số trong tháng 9 là 1.711 xe, tăng tới hơn 70% so với tháng 8 với 1.002 xe. Doanh số trên giúp Ersen tăng 3 bậc trong top 10 xe bán chạy. Trong 9 tháng đầu năm 2023, đã có 11.540 xe được bán ra thị trường, dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B. Hyundai Ersen hiện được liên doanh Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu. 4. Toyota Vios bán 1.496 xe. Phiên bản mới của Vios 2023 ra mắt trong tháng 5 đã giúp mẫu xe có màn trở lại ngoạn mục, nhưng không ổn định. Tháng 9 vừa qua, Toyota bán ra được 1.496 xe, trong khi ở tháng 8, mẫu xe này chỉ bán được vỏn vẹn 288 xe. Cộng dồn trong 3 quý đầu năm, có 7.480 xe được bán ra. Hiện Toyota Vios 2023 có 3 phiên bản với giá lần lượt là EMT giá 479 triệu, ECVT giá 528 triệu và bản cao nhất GCVT giá 592 triệu, giống như thế hệ trước. 5. Ford Ranger bán 1.347 xe. Ranger trong tháng 9 đạt doanh số 1.347 xe, tăng 21% so với tháng 8 bán 1.113 xe. Tuy vậy, vua bán tải vẫn bị tụt một bậc trong top 10. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Ford Ranger bán ra 11.235 xe, vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc xe bán tải. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản, và oai trách đi kèm mức giá công bố 659 triệu cho bản XL, 3 phiên bản XLS có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu. Phiên bản XLT có giá 830 triệu và bản cao nhất oai trách bán với giá 965 triệu. 6. Kia Sonet bán 1.125 xe. Mẫu xe cỡ nhỏ của Kia tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 9, với 1.125 xe bán ra, tăng nhẹ 5% so với tháng trước bán 1.065 xe. Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm, Sonet bán ra tổng số 7.656 xe. Kia Sonet ra mắt vào cuối năm 2021, và gặt hái được khá nhiều thành công từ đó đến nay. Hiện, Sonet được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm 1 bản số sàn và 3 bản số tự động, giá bán dao động từ 499 đến 609 triệu. 7. Kia Seltos bán 1.065 xe. Mẫu crossover cỡ B của Kia đạt doanh số 1.065 xe, tăng 10% so với tháng 7 bán 969 xe, và tiếp tục đứng chân trong top 10 xe bán chạy ở vị trí thứ 7. Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm 2023, Seltos bán ra được 6.243 xe. Hiện, Kia Seltos vẫn được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium giá niêm yết từ 599 đến 699 triệu. 8. Hyundai Creta bán 959 xe. Creta đã có doanh số khá bùng nổ sau tháng Ngâu với 959 xe bán ra, tăng tới 2 lần so với tháng 8 với 366 xe. Điều này giúp mẫu xe của Hyundai góp mặt trong top 10 xe bán chạy sau 6 tháng vắng bóng. Trong 9 tháng đầu năm, Hyundai Creta bán ra tổng cộng 6.313 chiếc ra thị trường. Creta đang được Hyundai thành công phân phối dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia với 3 phiên bản giá bán dao động từ 620 đến 730 triệu. VVV 9. Honda BR-V bán 793 xe. BR-V có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất trong top xe bán chạy với 793 xe bán ra trong tháng 9, trong khi đó vào tháng 8, mẫu MPV này chỉ bán ra được 253 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đã có 1.329 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Honda BR-V là tân binh của thị trường ô tô Việt Nam, khi vừa ra mắt vào đầu tháng 7 vừa qua. Hiện, mẫu xe thuộc phân khúc MPV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và L cùng giá bán lần lượt là 661 và 705 triệu. 10. Ford Everest bán 743 xe. Với 743 chiếc được bán ra, Ford Everest có doanh số tăng 11% so với tháng 7 với 668 xe. Tuy vậy, mẫu xe của Ford vẫn thống lĩnh phân khúc DSUV tại Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 6.889 xe đến tay khách hàng. Ford Everest 2023 đang được bán với 4 phiên bản, giá dao động 1,099 triệu đến 1,452 triệu.